xem xong nhớ like và subscribe kênh YouTube của Quốc Cường TV nha các bạn. Rồi giờ bắt đầu xem video thôi. Chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Cường TV. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhuộm màu xám trắng. Xám trắng. Nếu các bạn thích bịt kim thì bịt kim, nhưng mà đây mình sẽ nhuộm màu xám trắng. Là nó có ánh khói khói nhẹ nhưng mà nó vẫn ngả ra sắc trắng. Và cái tóc này á, đang là một cái nền tóc vàng được tẩy qua một lần ha. Thì giờ mình sẽ tiếp tục tẩy để nâng cái nền lại cho các bạn xem cái mái tóc này nhá. Và mình sẽ bắt đầu. Mình vẫn sử dụng cái dòng thuốc uống của thằng Vexy ha. Lấy giùm anh cái oxy 12 đi. Tẩy nhớ nha. Các bạn nhớ tẩy là các bạn giữ cách chân hết, tuyệt đối là các bạn phải quét cách chân hết, không có được quét sát chân nha. Tạm dừng. Hồi nãy mình nói lộn nha các bạn. Thuốc tẩy nha, chứ không phải là thuốc uống nha các bạn. Giờ tiếp tục mình dùng cái oxy cũng của lầy xì luôn. Đây là oxy 12% hơn. Mình đổ với cái tỷ lệ là 1:2. Tẩy là 1:2 nha nè. Là một thuốc 2 oxy. Một thuốc 2 oxy, khi nào mà 1:1 là một thuốc 1 oxy. Còn khi nào 1:2 là một thuốc 2 oxy. Các bạn trộn cho thiệt là đều. Và trong cái quá trình tẩy để nhuộm cái màu này nữa thì các bạn nên cho mình một giọt màu tím. Các bạn mà những cái bạn mà xem kênh của mình rồi sẽ biết, lát nữa mình sẽ tắt cái đèn vàng đi cho các bạn thấy cái màu. Chứ còn mà nhiều thanh niên tay nhanh hơn não đó mệt lắm. Vô soi mà soi là lâu. Cái tóc này thật sự bạn nhìn trên, quay gần lại cho nên thế này. Trên cái tóc á các bạn nhìn nè. Nó không vàng tới cỡ đó đâu, nhưng mà trong cái video cái clip nó thường nó rất là vàng, nó ngả lên sẽ tôn sắc thêm mà. Cái này mình sẽ cho thêm một giọt violet màu tím nha. Giọt nhỏ thôi nha. Đó, giọt tím. Tím ở đây là nó sẽ khử được cái sắc tố vàng đi. Và các bạn quét cũng phải quét cách chân luôn. Trộn là các bạn thấy trộn là tím nó sẽ oxy hóa, nó ra tím liền là thấy không? Trộn đều và bắt đầu quét nha các bạn. Tạm dừng. Rồi. Bây giờ mình quét nha. Hướng dẫn các bạn quét nha, quét nhanh nha các bạn. Cách chân nha. Cách chân hoàn toàn. Chải thì khách hàng họ, cái đó là do kỹ thuật các bạn. Các bạn quét sao cũng được, miễn sao cách chân cho mình là được rồi. Em vẫn cảm giác cái lược nó đụng cái đầu của em đúng không? Nhưng mà thuốc nó không vô. Đó, các bạn thấy không? Thì mình sẽ trả xuống. Anh em nhìn nha. Nhớ nha, cách chân hết nha anh. Quét nhanh lên. Làm sao mà trong khoảng tầm 2 phút đầu anh em quét xong hết là được. Cái này mà các bạn đập sát chân nó rát chết luôn á. Cái oxy này là oxy chống rát. Nó nói là chống rát là nó quảng cáo thôi nha các bạn. Chứ các bạn mà nó sẽ hạn chế rát bớt thôi, chứ còn nói tình trạng mà chống không rát hoàn toàn là không có đâu. Oxy H2O2 không mà sao không rát được. Gần lại em xíu cho khách hàng coi nè. Gần lại. Không có cái bồ khó quay lắm. Các bạn quét qua một lần, sau đó các bạn chải lại kỹ cũng được, lúc đó cũng chưa muộn. Đó, các bạn quét qua hết nhiều lần như thế này đó. Rồi sau đó các bạn quét lại lần sau là kỹ hơn. Khi pha thuốc các bạn phải liều cơm gắp mắm nha. Mình canh cái lượng thuốc chừng nào rồi mình quét mạnh nhẹ nhiều ít khác nhau.
chứ các bạn mà cứ quét cho cố vô, nhìn các bạn thấy nãy giờ mình quét vẫn cách chân hết nè, à, cách chân hết thấy không, giờ mình quét lại dậm lại, lần sau này các bạn dậm từ từ cũng được, à, cách chân hết nè thấy không. Cái màu tím đi, nó đi vào nó sẽ khử được cái thuốc rất là tốt. Nhuộm được những cái màu này thì các bạn phải, nếu mà một cái loại thuốc tẩy trung bình hàng chính hãng thì các bạn tẩy khoảng 3 lần nha các bạn. Những cái màu này thì những bạn có cá tính mạnh hoặc những bạn thích có sự nổi bật trước đám đông thì các bạn nên nhuộm những màu này rất là đẹp. Nhưng những màu này thì không dành cho học sinh sinh viên nhé. Ráng rồi. Để vô chân luôn mà ráng. Nên nhựa quét cho ráng đi. Cách chân hoàn toàn các bạn quay kỹ cái chân. Còn thấy cái chân tóc không? Nè, không bao giờ dính thuốc nha. Đó, các bạn quét hết như thế này. Cứ vậy cho hết đầu. Dừng. Khi mà xong rồi các bạn dùng cái giấy kính nè là tiện nhất, xài xong mình vứt bỏ luôn khỏi cần hài nón, mà cái giấy nó mỏng thì mình dễ, mình kích nhiệt này kia nó cũng dễ nữa, bọc nó lại nha, bọc nó lại xong mình xé rồi đó, bít nó lại cho nó bí cái hơi lại, sau đó mà các bạn dùng máy sấy, các bạn chỉnh nhiệt độ giùm mình là nóng hết cỡ nhưng mà gió nhẹ thôi nha các bạn thấy. Khi mà gió mạnh quá là nó sẽ thổi cái tóc mình đi, kích cho sợi tóc nó nóng lên, nhanh lên nha. Sấy một chỗ mà lâu quá là cái đầu da đầu khách nó nóng chịu nổi đâu, tại nhiệt của máy sấy này mà khi các bạn được nóng, nó nóng lắm, nó có bị nóng em không? Hơi nồng quá, nóng lắm vậy thôi không. Với lại anh em sấy, anh em nên che cái tay lại, để khi mà cái tay mình thấy nó nóng quá là anh em mình biết cái đầu họ cũng nóng rồi, đổi chỗ. Hoặc là anh em có thể dùng cái nón hấp dầu á, anh em bịch lên cũng được ha. Nhưng mà dùng cái này là nó kích nhanh nhất, mà nó chỉ tốn cho mình khoảng tầm 1 phút thôi. Rồi mình sẽ lưu cái tóc này khoảng tầm 20 phút, sau đó mình sẽ tiến hành tẩy nhẹ lần 2 và mình sẽ xả và mình thử cái tóc này luôn. Bây giờ là mình sẽ tháo ra nha các bạn. Và các bạn phải vét ra, vét sạch nha, sạch như là vét máng vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ vét cái thuốc ra. Chứ các bạn chải các bạn đứng được, để cho cái thuốc nó không bị trôi, nhưng mà khi các bạn vét các bạn phải nằm cái lượt lại, để cho thuốc nó trôi ra. Cái thuốc này thường thường thuốc tẩy nó sẽ bị bay hơi rất là nhanh, nên khi các bạn quét, các bạn lên tóc các bạn quét cá chén vậy đó, nhưng khi mà các bạn mà vét ra thì nó được có xíu xíu à, nó rất là ít, nó bay hơi hết trơn rồi. Nãy giờ tẩy có ráng không em? Không. Còn hơn á, hơn may nó chưa ráng ha, nó dễ nhưng không có may đâu nha, quét thì ráng không, do mình chứ không có vụ mà hên xui ở đây đâu nha. Vết lem thì nó rác, còn không lem nó không rác thôi, chứ còn mà hên xui vậy đây. Còn mấy bạn mới học nghề là hình như là quét toàn xui chứ không thấy hên. Mà giai đoạn nào cũng vậy, lỡ mà có anh em nó bị rác thì cũng thông cảm cho anh em, không nên rác anh em làm gì. Tại vì mình sẽ mượn nó lại để thực hành mà. Mình cũng ra quét, nó cũng rác chết bà nó vậy.
ở ngoài này anh em nhìn nó sẽ ít vàng, nhưng mà lên cái clip nó sẽ vàng hơn, tại vì cái điện thoại, đặc biệt điện thoại Samsung nữa, thì nó sẽ tô thêm những cái sắc vàng nhiều hơn, đúng không? Anh em nhìn vô cái điện thoại chứ nhìn ở ngoài này anh em thấy nó vàng hơn. Và tiệm mình, đặc biệt là tiệm mình xài đèn vàng quá nhiều nữa, tại Barber Shop là đèn vàng nhiều mà. Thì lát mình sẽ quay xong sẽ tắt và sẽ cho các bạn xem thử cái màu tóc nó sẽ như thế nào. Và bây giờ tẩy lần 2 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quét lại nha các bạn, tiếp tục tẩy cách chân nữa. Nhưng mà lần này á, lát khi mà quét lên sáng đủ màu rồi á, mình sẽ vô chân một xíu luôn rồi tiến hành xả, rồi mình sẽ khử cho các bạn xem nha. Mình sẽ tiến hành xả cho các bạn xem cái mái tóc này. Các bạn xả sạch rồi vô đây ngồi thì mình sẽ làm cho các bạn, hướng dẫn cái cách để mà khử làm sao cho nó ra màu xám trắng. Nhớ nha, xám trắng là trắng đục, hơi xám xám, chứ không phải màu trắng bạch kim. Trắng bạch kim là sợi tóc phải trong. Nhưng mà nếu mà cái này các bạn dùng thuốc khử, các bạn khử thì dư sức nó ra trắng bạch kim cho anh em. Nhưng mà mình muốn ở đây là ra cái màu mà xám trắng hơi đục đục. Thì giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Và đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên là phải xả tóc. Rồi, vô đây xả tóc đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành xả sạch nha. Các bạn xịt sơ cái mái tóc đó, rồi các bạn hẳn lấy cái tay các bạn xoa, đỡ dính thuốc hơn. Không biết dưới ánh đèn vàng cái màu nó sẽ như thế nào, chứ thực sự ở ngoài thì nó rất là sáng. Đợt này tẩy 2 lần mà nhẹ nhàng hơn được trước. Đúng rồi, quá nhẹ luôn. Cái này thì mình đỡ sợ đúng không? Cái này tẩy mà tẩy kiểu kia nó ớn lạnh quá. Anh em thay giùm anh cái dao lam với anh em ơi. Tia thay giùm anh cái dao lam đi. Rồi, mình xả sạch và không nhớ các bạn, các bạn nhớ nha, không dùng dầu gội nha. Mình dùng dao lam để mình cạo những cái viền, cái sợi tóc đen trước này nè. Những cái chỗ này là trán bạn này nó bị xấu, mình cạo mà nó dài ra lại thì mình cạo bỏ thôi, chứ các bạn không có liên quan gì tới cái dao lam hết. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em khử. Đầu tiên là cái 011, 011 là màu ash. Đúng không? Cho cũng không cần phải nhiều lắm đâu, ít thôi. Khi mà xả xong các bạn để tóc ướt vậy luôn, không cần phải sấy xiết gì hết, khá vứt luôn. Rồi, cái dùng cái thuốc, đây là thuốc khử, mình dùng trên sản phẩm của Fandola nha các bạn. Fandola, hoặc là các bạn có thể dùng trên sản phẩm của thằng Elgon cũng được. Còn các bạn, nếu các bạn muốn ra màu trắng mà sợi tóc nó trong á, thì các bạn chỉ cần cho cái thuốc khử này thôi. Các bạn quét lên một tí rồi các bạn gội, hoặc các bạn đưa vô gội 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 cũng được, nhưng mà quét kiểu này cho nó khỏe. Không cần oxy nha các bạn. Đây, quét nha, sát chân luôn. Cái này thì cái hàm lượng màu, và lát các bạn gội phải gội cho kỹ, còn gội không kỹ á là nó sẽ bị gì biết không? Nó sẽ bị cái tình trạng mà cái màu nó còn lưu lại cái màu tím. Nhưng mà cho dù có lưu đi nữa, các bạn gội không kỹ, lỡ bị lưu đi thì cũng nói với khách hàng tiếng thôi, ngày một ngày là nó mất thôi. Tại vì cái này là thuốc khử chứ không phải thuốc nhuộm. Dừng.
cái thuốc này khi mà mình qua quá trình mình lưu khoảng tầm 15-20 phút thì mình sẽ tiến hành xả. Và cái tóc này mình đã lưu rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành xả cho các bạn xem. Nó ra màu trắng, đục đục ngã ánh khói cho các bạn xem nha. Ánh khói thật sự là nó chỉ nhẹ thôi, chủ yếu là trắng, trắng khói mà ha. Giờ mình sẽ xả cho các bạn xem nha. Và gội cho thiệt là kỹ nha. Là bắt đầu. Các bạn cho một ít nước lên, nhẹ thôi. Và các bạn xoa. Tại vì cái này là nó dạng dầu gội rồi. Các bạn massage sợi tóc đi, nhẹ đi, trước khi xả nó sạch. Đó, các bạn xoa cho kỹ, sau đó các bạn gội xả cho thiệt là lâu kỹ như rồi các bạn mới gội sạch nha. Dừng. Xả cho kỹ nha, cho mất hết ánh tím luôn nha. Đó, giờ màu nhuộm như thế này, trắng đục ngã xám một tí nha các bạn. Giờ mình sẽ sấy khô cho các bạn xem. Và các bạn khi mà sấy khô mình sẽ tắt cái ánh đèn vàng để cho các bạn sấy màu chuẩn. Chứ tại vì còn nhìn cỡ nào đi các bạn cũng thấy nó ngã vàng vàng hết á. Mà nhớ coi thì coi cho xong cái clip rồi hẳn bình luận rồi chém gió nhé. Cào phím cũng được rồi thôi. Thời gian gấp quá, màu lên rất là đẹp nha các bạn. Rồi á, các bạn nhớ rồi kỹ xíu cho nó bay tiệt luôn cái màu tím này luôn. Về cỡ tối này tới ngày mai nó cũng bay. Nhưng mà cái lần các bạn gọi thì nó nổ gọi cho kỹ xíu. Đó, mình sẽ tắt cái ánh đèn cho các bạn xem chứ giờ mà nhìn vậy các bạn chưa thấy được đâu. Bây giờ các bạn xem, giờ mình sẽ tắt cái ánh đèn vàng đi cho các bạn xem, tại vì trong tiệm có ánh đèn vàng rất là khó. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi các bạn gội xả, tại vì giờ nó trễ quá rồi, anh em tiệm đóng cửa hết rồi mà anh em phải đứng đợi mang cặp hết rồi, các bạn thấy không? Nên các bạn gội cái dùng clear gội sơ lại cho nó sạch hết luôn những cái sợi màu tím này luôn giúp mình nha. Còn các bạn không gội thì ngày mai nó vẫn hết. Nhưng bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem, tại vì các bạn nhìn dưới ánh đèn vàng này là cỡ nào nó cũng ra vàng hết á. Các bạn có nhuộm cỡ nào ở ngoài thì nhìn không thấy vàng, nhưng mà cái đèn rọi vô là thấy vàng. Giờ Tiger tắt bớt cái đèn vàng này giúp anh, đèn này trước này. Đó. Các bạn mà thấy mất ánh sáng vàng chưa? Tiệm vẫn còn đèn vàng đó, tắt luôn đèn vàng lên trên luôn nhanh luôn. Đó, cái màu nó sẽ ra như thế này. Nhưng mà các bạn nhớ khi mà gội những cái chỗ này nè, các bạn gội cho sạch luôn giúp mình, tại vì ngồi sao mình làm biến quá. Ngồi gội nó mất thời gian quá, chứ còn mà gần đấy. Nhớ nhưng lúc mà nhuộm cái này thì trắng nó sẽ ra màu trắng đục đục, trắng có silver vô nè, các bạn biết gọi là màu trắng silver đó, xám silver đó, xám trắng á. Chứ còn nếu mà các bạn dùng bạch kim thì lúc cái hồi nãy pha các bạn không được cho silver vô, không được cho màu cái màu xám với xám vô, chỉ cho cái dầu gội vô các bạn gội thôi thì nó sẽ êm hơn. Còn mình muốn mình quét lên vậy á thì khó gội sạch, nhưng mà cái màu này nó sẽ trắng bền hơn, cái trắng bền rất là bền nha. Cho cái đèn trên này lên bớt đây, cái đèn đèn tiếp lên bớt cho nó sáng dễ nói chuyện rồi. Ok, cái màu này á về á gội một ngày là tuyệt đối mất hết toàn bộ cái này luôn, nó sẽ ra màu trắng đục, trắng đục, trắng silver đó, trắng rất là đẹp, nhìn mặt rất là sang, dù sao nhìn nó hết dơ rồi ha. Và mình sẽ bây giờ đi, mình sẽ cũng cho lên hình lên ảnh mà cho xíu format nhẹ nhẹ nhìn cho cái kiểu tóc nó đẹp, và mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem sao nhé. Rồi các bạn thấy không, đó là một góc thì vuốt lại chỉnh chu xíu. Cái kiểu tóc này là không phải do mình cắt nha, mình cắt thì đừng ngồi này, cái nó phải rõ ràng, không vậy đâu, thì mình chỉ nhuộm thôi cho các bạn xem thôi. À, màu này được không em? Ok anh, dài vải đái nhìn giống đều đều giống Kiều Minh Tuấn trong phim Anh Chơi 18 à, cái vai đó đóng với vai đều đều là để cái này đẹp ha. Rồi
mày on top nè. Ngày mai đi gọi cái nữa là nó bay tuột hết luôn. Giờ anh làm biến quá, ngồi của hai lần quá là biến phải đấy. Ha. Và mình kết thúc video ở đây các bạn. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Quốc Cường TV nha. Và bye bye cả nhà. Anh em bye bye khán giả các bạn. Bye bye nha. See you again. Màu này lên máy này quay mới chuẩn nè. Các bạn thấy cái màu nó lên xong. Trắng silver nha các bạn. Màu trắng silver. Trắng silver là trắng bạc á, chứ không phải là trắng trong lên như trắng bạch kim đâu nha các bạn. Trắng nó đục, chứ nó không phải trắng giống trắng bạch kim. Các bạn thấy màu này sao? Sau màu này là sau một ngày gội cho sạch bớt cái tím rồi đó thì nó ra màu trắng như thế này đây. Các bạn thích màu này không? Nha. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Quốc Cường TV nha các bạn. Thì lâu rồi mình chưa có làm video và mình đang chuẩn bị cho cái tiệm của mình ở ngoài miền Bắc. Thì những bạn khu vực miền Bắc sẽ chuẩn bị có QC ra ngoài rồi. Rất mong ở đây sẽ là một địa điểm làm đẹp cho uy tín cho các bạn ở ngoài miền Bắc nhé. Rồi cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký kênh nhé. Bye bye, see you again.